Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chiều ngày 15 tháng 3, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức cuộc gặp mặt với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh trên địa bàn quân khu và các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp đầu năm 2017. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì cuộc gặp. Năm 2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn quân khu để xác định cụ thể các nội dung cần tập trung tuyên truyền, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, chất lượng tổng hợp, đặc biệt là chất lượng chính trị, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 2, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, đại loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội. Trong năm, quân khu đã phối hợp sản xuất và phát sóng hàng trăm chuyên mục phát thanh truyền hình, duy trì gần 170 chuyên trang, đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự về quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ngoài ra, có gần 2.000 tin, bài, ảnh, phóng sự liên quan đến lực lượng vũ trang quân khu được đăng tải, phát sóng thường xuyên trên các báo, đài phát thanh truyền hình địa phương. Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đóng góp rất nhiều ý kiến nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn, thống nhất cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, đồng thời kiến nghị một số nội dung về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức về quốc phòng, an ninh cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên. Phát biểu tại cuộc gặp, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả, kinh nghiệm công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 2, đi sâu khai thác những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, sáng tạo của các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng bằng khen cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ ngộ độc do rượu nghiêm trọng gây tử vong. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có chỉ đạo tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm túc vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật đối với các sản phẩm về rượu. Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm rượu, tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu, kể cả đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, sử dụng nguyên liệu, chất men nấu rượu bằng phương pháp thủ công. Nghiêm cấm tổ chức cá nhân trưng bày kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mác, không dán tem, không có nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức, kiểm soát chặt chẽ tất cả các cơ sở kinh doanh rượu. Năm 2017, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai sẽ tập trung nguồn lực và hoàn thành mục tiêu đầu tư 1.219 nhà công vụ cho giáo viên và 884 phòng ở cho học sinh bán trú, tổng kinh phí trên 205 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 46% trường học đạt chuẩn cấp quốc gia, đứng thứ 5 trên 15 tỉnh khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã có lớp học kiên cố tại trường chính với diện tích đất cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của học sinh. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn trong xây dựng nhà công vụ. Trong kế hoạch xây dựng nhà công vụ cho giáo viên và nhà ở cho học sinh năm học 2016-2017, tính đến tháng 2 năm 2017 mới có 2 công trình với 16 phòng ở bán trú được hoàn thành và bàn giao. 16 công trình với 75 phòng ở bán trú, 50 phòng công vụ được khởi công đạt 5,31%. Lào Cai đặt mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, phấn đấu đến năm 2020 trở thành một tỉnh dẫn đầu trong khu vực các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng phòng ở bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên vùng cao. Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2017, Không gian Văn hóa Tây Bắc Lễ hội Hoa Đỗ Quyên sẽ diễn ra tại Sapa, tỉnh Lào Cai. Khai mạc vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và kéo dài liên tục suốt 10 ngày, lễ hội sẽ mang tới cơ hội trải nghiệm Vương quốc Hoa Đỗ Quyên, nơi núi rừng Hoàng Liên. Đây cũng là sự kiện tôn vinh loài hoa đặc trưng cho Tây Bắc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Lào Cai.
được mệnh danh là Vương quốc Hoa Đỗ Quyên. Rừng Hoàng Liên là địa danh hội tụ nhiều chủng loại đỗ quyên nhất Việt Nam, với gần 40 loài hoa mang nhiều sắc màu khác nhau như đỏ, trắng, hồng, vàng. Đỗ quyên nở hoa gần như quanh năm, nhưng rực rỡ nhất là thời điểm cuối mùa xuân, đầu mùa hạ. Cùng dịp này, du khách còn có dịp hòa cùng không gian văn hóa Tây Bắc với nhiều hoạt động giải trí phong phú kéo dài suốt thời gian diễn ra lễ hội. Thực hiện đề án xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2016-2021, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã mở chợ đêm và duy trì hoạt động đều đặn để thu hút khách du lịch. Chợ đêm là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc huyện Mường Khương, qua đó quảng bá, giới thiệu các nét đẹp văn hóa truyền thống tới du khách trong và ngoài nước. Đây đồng thời cũng là một sản phẩm du lịch độc đáo, có sức hút đối với du khách, tạo điều kiện cho người dân bản địa giao thương, nâng cao thu nhập. Với việc duy trì tổ chức một tháng hai phiên vào tối thứ Bảy tuần đầu và tuần thứ Ba của tháng, chợ đêm Mường Khương đang dần trở thành một thương hiệu, là điểm nhấn du lịch, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Tại chợ đêm, cùng với hoạt động văn nghệ là các món ẩm thực truyền thống, với hàng trăm gian hàng trưng bày, giới thiệu các món ăn và sản vật của địa phương. Người dân các xã tham gia chợ đêm đã đem đến những đặc sản của địa phương mình để giới thiệu và bán cho du khách. Đặc biệt là các quán ăn thịt nướng, thắng cố ngựa luôn thu hút rất đông thực khách. Chợ đêm thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời để khám phá vùng đất con người Mường Khương. Trong những năm qua, Hải quan Lào Cai đã có nhiều nỗ lực trong việc cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất nhập khẩu. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp kinh tế cửa khẩu địa phương đang có bước phục hồi và phát triển tốt trong những tháng đầu năm nay. Từ nhiều năm nay, Hải quan Lào Cai luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong hiện đại hóa công tác hải quan, trong đó điểm nhấn là thực hiện tốt thủ tục hải quan điện tử, áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, ngành hải quan đã vận hành hiệu quả hệ thống thông quan tự động ở tất cả các chi cục, thực hiện tốt công tác giám sát quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh. Nếu như trước đây, từ lúc mở tờ khai đến khi hoàn thành thông quan một lô hàng phải mất từ 1 đến 3 ngày, thì đến nay, với việc áp dụng quy trình thông quan điện tử, thời gian thông quan một lô hàng của doanh nghiệp chỉ còn tính bằng phút. Có hàng hóa là tham gia xuất nhập khẩu và cửa khẩu Lào Cai ở đây, thì hiện tại là chúng tôi đang nhập khẩu và xuất hàng ở đây, thì là các cơ quan chức năng ở đây là rất là tạo điều kiện, đặc biệt là trong đó là có các cơ quan ở hải quan là anh em hướng dẫn tạo điều kiện cho là các cái thủ tục rất là nhanh nhẹn và gọn gàng. Kê khai bằng điện tử này thì hình thức kê khai nó rất là nhanh và nó không còn thủ tục rườm rà như ngày xưa nữa, tức là hàng hóa đi qua là bớt đi được rất là nhiều khâu và qua được biên giới nhanh. Kết quả thực hiện cải cách và hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan Lào Cai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ vị trí và trách nhiệm cầu nối giữa Việt Nam, khu vực ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc, Cục Hải quan đang tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu qua đây. Và cùng với cái chủ trương của tỉnh là về cái thu hút đầu tư, thu hút hoạt động của các doanh nghiệp đến với Lào Cai. Đấy. Với thì cái tốc độ tăng trưởng, cái hoạt động xuất khẩu nó phải bằng hoặc cao hơn so với cái tốc độ, mức độ tăng trưởng về phát triển kinh tế xã hội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hải quan Lào Cai đang hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động thương mại hợp pháp, phục vụ khách hàng theo tinh thần, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải Việt giã báo Lào Cai năm 2017. Ngay sau lễ khai mạc, trên 600 vận động viên quần chúng đã tham gia chạy Olympic xung quanh trung tâm huyện lỵ. Hoạt động này nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Tiếp đó, 163 vận động viên đến từ các đơn vị trường học và các cơ quan, các xã trên địa bàn huyện
đã tham dự giải Việt dã báo Lào Cai, huyện Simacai năm 2017. Các vận động viên đã tranh tài ở các nội dung nam chính cự ly 8 km, nam trẻ cự ly 6 km, nữ chính cự ly 5 km và 3 km cho nữ trẻ. Các vận động viên đạt thành tích cao sẽ được lựa chọn tham gia giải Việt dã cấp tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày 15 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Tokyo để hội đàm với các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Vấn đề hợp tác Nhật-Mỹ chống lại mối đe dọa tên lửa hạt nhân đang gia tăng từ Triều Tiên được cho là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của ông Tillerson tại Nhật Bản. Đây là chuyến công du Nhật Bản đầu tiên của Ngoại trưởng Tillerson kể từ sau khi ông nhậm chức vào đầu tháng 2 vừa qua. Ngày 15 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Tokyo để hội đàm với các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Vấn đề hợp tác Nhật-Mỹ chống lại mối đe dọa tên lửa hạt nhân đang gia tăng từ Triều Tiên được cho là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của ông Tillerson tại Nhật Bản. Ngoại trưởng Tillerson và người đồng cấp nước chủ nhà Fumio Kishida dự kiến sẽ thảo luận về các phương thức cụ thể nhằm tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng Nhật-Mỹ, cũng như cân nhắc sớm tổ chức cuộc hội đàm an ninh 2+2 với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai bên. Liên quan tình hình biển Hoa Đông và biển Đông, Nhật Bản hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện cam kết đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Về lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ thảo luận cách thức tăng cường hợp tác sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Sau cuộc gặp và họp báo chung với ông Kishida tại Tokyo, Ngoại trưởng Tillerson dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Sau Nhật Bản, ông Tillerson sẽ tới thăm Hàn Quốc và Trung Quốc. Chuyến công du của ông Tillerson diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét lại chính sách về Triều Tiên, trong đó có việc đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Hãng thông tấn nhà nước Syria đưa tin ngày 15 tháng 3, một vụ nổ bom liều chết đã làm rung chuyển khu nghỉ dưỡng Ravot tại thủ đô Damas, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Trước đó khoảng 1 giờ đồng hồ, một vụ đánh bom liều chết khác cũng đã xảy ra tại trụ sở tòa án ở trung tâm thủ đô. Kẻ tấn công tìm cách vào trụ sở, khi bị cảnh sát chặn lại, đối tượng đã chạy vào trong và kích hoạt bom mang trên người. Trụ sở tòa án trên bao gồm một tòa án Hồi giáo chuyên xét xử các vụ án dân sự và một tòa án hình sự. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, 74 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liên hoàn nhằm vào đoàn hành hương Hồi giáo dòng Shiite tại trung tâm thủ đô Damas của Syria. Nhóm vũ trang Fayez al-Sham có quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và một liên minh các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Syria mang tên Tahrir al-Sham đều nhận là thủ phạm vụ tấn công đẫm máu này. Ngày 15 tháng 3, các phái đoàn đàm phán của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ra một tuyên bố chung về cuộc đàm phán hòa bình Syria mới nhất tại thủ đô Astana của Kazakhstan và kế hoạch tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo vào tháng 5 tới. Theo tuyên bố, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 3-4 tháng 5, bất chấp việc phe đối lập có tham gia hay không. Tuyên bố đồng thời nhất trí về việc tăng cường cơ chế giám sát ba bên đối với lệnh ngừng bắn tại Syria, cũng như xác định những khu vực có các nhóm khủng bố hoạt động. Đại diện đoàn đàm phán Nga cho biết, một số đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ lưu lại Astana để gặp các đại diện phe đối lập. Tại cuộc gặp dự kiến vào ngày 16 tháng 3, các đại diện phe đối lập Syria cũng sẽ tham vấn các chuyên gia ba nước trên về việc giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, đại diện của chính phủ Syria cho biết, phái đoàn chính phủ không thảo luận về một ủy ban hiến pháp cho Syria. Văn kiện duy nhất mà đoàn đại biểu chính phủ Syria thảo luận là văn kiện liên quan đến việc bảo vệ các địa điểm di sản văn hóa. Hôm qua, Cục Giám sát và Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết sẽ siết chặt việc quản lý đối với các trang bán hàng trực tuyến để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Bắc Kinh nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm trong bối cảnh sức khỏe của người dân đang bị đe dọa bởi nhiều thực phẩm bẩn, kém chất lượng. Theo tuyên bố của Cục Giám sát và Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thành phố Bắc Kinh, đưa ra nhân ngày quyền của người tiêu dùng thế giới 15 tháng 3, công tác giám sát sẽ bao gồm kiểm tra giấy phép kinh doanh, kiểm tra giấy phép y tế và quan trọng hơn là chất lượng của các nguyên vật liệu đầu vào và sức khỏe của các đầu bếp tại những nhà hàng tham gia kinh doanh trên các trang bán hàng trực tuyến.
Đại diện cơ quan này đã yêu cầu 34 nhà hàng rút khỏi một trong những hệ thống bán hàng thực phẩm trực tuyến nổi tiếng nhất Trung Quốc vì đã cung cấp những loại thức ăn nguội mà không có giấy phép. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng sẽ tiến hành các hoạt động kiểm tra tại chỗ về vấn đề an toàn thực phẩm của các nhà hàng và yêu cầu các nhà hàng này phải đăng các ảnh chụp nhà bếp và quy trình chế biến thực phẩm trên các trang bán hàng trực tuyến. Một hệ thống đánh giá nhà hàng cũng sẽ được giới thiệu để người tiêu dùng có thể lựa chọn các nhà hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trung Quốc trong những năm gần đây đã áp dụng các quy định chặt chẽ về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã khiến công tác giám sát gặp nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.